Lễ Thánh Giuse, Bổn Mạng Đức Cha Giuse và Hội trưởng Gia đình. Tòa Giám mục Bắc Ninh, Thánh lễ mừng Kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Bổn Mạng Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh và Quan Thầy Hội trưởng Gia đình Giáo phận đã được Đức Cha Giuse cử hành vào lúc 10 giờ 20 thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024. Cùng hiệp dâng thánh lễ hôm nay có rất đông các linh mục, tu sĩ, đặc biệt có gần 10.000 quý vị thành viên hội trưởng gia đình trong giáo phận Bắc Ninh. Dù trời lất phất mưa, nhưng ngay từ sáng sớm, khuôn viên tòa giám mục đã rất rộn ràng với những tiếng vui cười chào hỏi của rất đông những người làm chồng, làm cha đến từ khắp nơi trong giáo phận. Đúng 8 giờ 30, cuộc họp tổng kết các sinh hoạt trong năm qua đã diễn ra. Trong cuộc họp, đại diện hội trưởng gia đã chúc mừng bổn mạng đức cha và lần lượt các giáo hạt báo cáo tổng kết sinh hoạt trong năm qua, đồng thời đưa ra định hướng cho năm mới. Trong bài huấn từ, Đức Cha Giuse đã ví mỗi thành viên trong hội trưởng gia như là cột sống của gia đình, và khi mỗi gia đình vững mạnh, sẽ trở thành những đốt sống vững mạnh cho giáo phận. Làm sao để các đốt sống gia đình luôn vững mạnh dưới những khó khăn thử thách của cuộc sống? Ngài mời gọi các trưởng gia đọc kinh tối trong gia đình. Chính khi đọc kinh tối, các trưởng gia sẽ lớn lên trong đức tin và giáo dục đức tin cho con cái. Ngay sau cuộc họp tổng kết là thánh lễ mừng Kính Thánh Giuse. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha tổng đại diện Phêrô đã thay lời cho toàn thể giáo phận chúc mừng bổn mạng Đức Cha Giuse kính yêu. Những lời chúc tốt đẹp nhất đã được gửi đến Đức Cha, cùng với đó là những bông hoa thơm ngát như thể hiện tâm tình của đoàn con giáo phận dâng lên Đức Cha. Trong bài giảng từ biến cố đau thương sạt lở nhà ở Nguyệt Đức, giáo hạt Bắc Ninh, Đức Cha đã giúp các trưởng gia cùng toàn thể cộng đoàn thấy rõ bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc gặp phải những đau thương. Chính Thánh Giuse cũng đã gặp phải biến cố thử thách với việc mang thai của Đức Maria. Tuy nhiên, có một điểm khác nơi Thánh Giuse là Ngài luôn bình an dù có thử thách đau thương, nhờ tình yêu Chúa và tình yêu Đức Maria rất mạnh mẽ nơi Ngài. Chính vì tình yêu mạnh mẽ mà Thánh Giuse không để cho bất cứ một giận hờn, ghen ghét nào len lỏi vào tâm hồn Ngài. Từ đó, Đức Cha mời gọi mỗi trưởng gia đình học hỏi mẫu gương của Thánh Giuse, luôn biết nhạy bén với thanh y Chúa và luôn hết lòng vun đắp tình yêu trong tâm hồn mình. Ước mong rằng các trưởng gia đình luôn biết noi theo mẫu gương sống của Thánh Giuse để hướng dẫn đời sống gia đình mình theo như ý Chúa muốn. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha Giuse nhân ngày bổn mạng, cùng cầu nguyện cho mỗi trưởng gia đình luôn biết khiêm nhường phục vụ theo mẫu gương của Thánh Giuse, tận tụy trong cần lao và quên mình trong phục vụ.